Cô chào tất cả các em. Em thân mến, hôm nay cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em ôn tập cuối kỳ. Và nội dung ôn tập hôm nay thì cô sẽ hướng đến phần văn bản nghị luận. À, vừa qua thì có một số bạn có comment và mong muốn là cô hướng dẫn các em một số cái bài nghị luận và đặc biệt nhất là nghị luận về tầm quan trọng của việc bảo vệ rừng. Thế thì các em biết là trong một cái bài kiểm tra ấy thì phần viết bao giờ cũng liên quan đến kết nối đến cái phần ngữ liệu như vậy nếu như mà phần viết chúng ta làm một bài nghị luận thì phần ngữ liệu thường sẽ rơi vào những bài tản văn hoặc là những bài tùy bút bởi vì những bài tản văn và tùy bút ý, thì thường là đề cập đến những vấn đề của cuộc sống các em ạ thế thì trên màn hình các em quan sát thấy à, cái bông hoa này cái cây này các em có biết đây là hoa gì không các em có biết đây là hoa gì không? Đây chính là bông ô môi. Các em. Đây là cây ô môi và đây là hoa ô môi. Hoa ô môi là một cái loại hoa mà rất là phổ biến ở miền Nam hay còn gọi ở phương Nam. Và hoa này thì có màu không đỏ trói, hơi hồng hồng, hơi có sắc tím. Các em quan sát. Và đây là cái cây ô môi được chụp từ xa. Các em ạ. Những cây ô môi này thì thường phổ biến ở phương Nam và trong các cái khu rừng hay là ở những cái ven đường người ta có thể trồng. Và đây là một cái loài hoa rất là đẹp. Thế và hôm nay cô sẽ cung cấp cho các em một cái bài, một cái đoạn văn tham khảo. À, đoạn văn tham khảo hôm nay đó chính là tản văn bông ô môi hồng tươi kỷ niệm của tác giả Nguyễn Hội. Thế như phần đầu cô có nói rồi, nếu như mà phần viết có liên quan đến đến về vấn đề nghị luận và đặc biệt nhất là nghị luận xã hội thì các cái phần ngữ liệu để cho kem khai thác chắc chắn nó sẽ thường rơi vào tản văn hay là tùy bút và đây cũng là một tản văn ngoài chương trình do đó có thể áp dụng chung cho cả ba bộ sách kem nhé à, chúng ta sẽ đọc qua một cái đoạn trích này một chút để kem cảm thấy có sự kết nối với phần viết ở đây cô chỉ đọc một đoạn mà trích một đoạn thôi trong cái nắng chói trang của tháng ngày nửa cuối mùa khô phương nam cây cỏ lụi tàn, ruộng đồng nứt nẻ, dưới làn mây trắng muốt, lững thững trôi trên nền trời xanh ngắt, mặt đất phủ trù một màu héo úa, dòng sông mới ngày nào còn căng đầy hiền hòa trong mát, giờ nằm co quắp khô cằn, dải đất hai bên bờ chẳng còn giống nổi mình, mỗi lúc càng nhô cao lên bỏ lại dòng chảy sâu hoáy kiệt cùng. Dù là cây cao lớn, dễ cắm sâu hun hút dưới lòng đất, cành cây cũng khẳng khiu chơi trụi, lơ thơ một vài chiếc lá còn sót lại cũng úa nhàu giữa không gian rác mỏng như nhung như giang ấy răng cây ôm môi bỗng chút bỏ toàn bộ lớp lá già nua năm cũ những tưởng chúng lặng đi vì khát cháy nhưng không ở mỗi mắt lá nhú ra chi chít những nụ hoa hồng hồng nho nhỏ xinh xinh những nụ hoa ấy cứ từ từ lớn lên từ từ bung nở thành từng chùm từng chùm ông ô môi nở kiến thành những nhành cây buông thống khắp thân cây buông thõng em lưu ý nhé ở đây cô bị cô bị lỗi không chữ một chút buông thõng khắp thân cây hồng tươi rực rỡ cả một góc trời khi ấy mọi người mới ngỡ ngàng trước vẻ đẹp dịu dàng đằm thắm nhưng chẳng kém phần lộng lẫy kiêu sa của loài hoa này một cây ô môi trưởng thành có chiều cao từ 7 đến 12 mét, chu vi tán cây từ 25 đến 40 mét những cây nhỏ hơn từ 3 đến 4 mét trở lên, đến mùa cũng đồng loạt trổ bông. Cây càng lớn thì lượng bông trổ càng nhiều, càng hồng tươi rực rỡ, nụ bông ô môi trúng chín dịu dàng như nụ đào phương Bắc. Đến mùa nụ ra đều, chạy dọc khắp nhành cây, thân cây, nhiều cánh cây nhỏ, nụ nặng quằn khiến nhành cây thả mình buông thẳng dọc thân cây đung đưa trong nắng gió như những chuỗi hồng ngọc lung linh, đẹp đến nao lòng khi nở bông ô môi không xề căng viên mãn như hoa đào hoa mai từng cánh ô môi cong cong nghiêng nghiêng hồng hồng ôm khép hờ xung quanh nhụy tạo thành một chùm hoa dịu dàng ê ấp bất ngờ ta trở thấy bông ô môi có nét gì đó tựa tựa như cánh hoa ti miên man màu nhớ nhưng khác với sự mong manh dễ vỡ của loài hoa này những cánh ô môi dày dặn đậm đà đẹp đằm thắm như một mối tình thủy chung son sắc em ạ đây chính là một cái đoạn văn chích trong ở cái bài một cái tản văn bông ô môi hồng tươi kỷ niệm và rõ ràng trong cái tản văn này em sẽ thấy rằng là một bài viết viết về những cái vấn đề của cuộc sống trong đó chính là cái cây ô môi và tác giả chợt phát hiện ra cái cây ô môi này nó rất là đẹp đẹp bởi màu sắc nó không quá lộng lẫy nó không quá rực rỡ nhưng mà có một cái sự dịu dàng đầm thắm và kêu xa đấy là một cái nét đẹp rất là riêng của bông ô môi cái thứ hai là bông ô môi này tác giả đã so sánh với cái hoa đào ở miền bắc nụ của nó cũng trúng chín như vậy nhưng mà nó không nở xòe ra nó không căng tràn ra giống như hoa mai hoa đào mà nó có một chút gì đó e lệ duyên dáng khép nét đấy kem chú ý đấy là những nét đặc trưng những nét đặc trưng và cái thứ ba nữa là những cái bông ô môi này, này. khi mà nở ấy thì nó nở hết cả thân cây hay nói khác là người ta chỉ nhìn thấy những cái bông hoa rực rỡ ở trên cây mà rất ít khi nhìn thấy lá tức là khi nở hoa thì sẽ rất ít khi sẽ thấy có lá ở trên cây mà toàn bộ cây từ cành lớn cành nhỏ đều là những chùm hoa chi chít đây là điều thứ ba về bông ô môi và điều thứ tư mà tác giả muốn nhấn nhủ đến chúng ta ở đây đó là một cái sức sống rất là mãnh liệt của bông ô môi em quan sát cái đoạn văn ở trên này các em thấy này và mùa hè thì khi mà ở đất rừng phương nam thì đồng đồng ruộng có thể nứt nẻ cái nắng cái hanh nó có làm có thể làm cho rất nhiều loài cây héo úa nhưng riêng cây ô môi khi đó nó đã chút bỏ toàn bộ những cái lá già ngỡ tưởng như là nó có thể kiệt sức Thế nhưng mà sau khi chút bỏ hết tất cả những lá già thì ở những cành cây tưởng như khẳng khiu ấy bắt đầu nhú lên những cái chùi non, bắt đầu nhú lên những cái mầm mầm, những cái nụ hoa ô môi các em ạ. Như vậy để thấy được là cái sức sống của cái cây ô môi này nó vô cùng mạnh mãnh liệt, tăng tràn, nó có thể có thể sống được ở những cái nơi mà đất đai cằn cỗi khô cháy. Đấy chính là điều mà tác giả muốn trao đổi với chúng ta. Qua cái văn bản đó, bông ô môi hồng tư kỷ niệm này. Thế và ở đây khi mà viết về cái bông ô môi ở quê hương nó đầm thắm, nó kêu xa, nó đẹp như thế. Thì tác giả thể hiện thông qua đó là thứ tình yêu quê hương, tình yêu thiên nhiên say đắng. Tình yêu quê hương gắn bó với quê hương, tự hào về vẻ đẹp của quê hương. Đấy là thông qua văn bản này em nhé vậy thì một cái đoạn văn mà có lẽ là rất, rất là xa lạ với các em thế tuy nhiên là những cái bài tản văn thì bao giờ cũng cung cấp cho các em những cái kiến thức ở trong đời sống cái phương thức biểu đạt chính ở trong đoạn văn này sẽ là phương thức thuyết minh các em nhé đối với những tản văn thì phương thức biểu đạt chính thường là phương thức thuyết minh và ở đây chúng ta thấy rất rõ ở đây cái phương thức thuyết minh thể hiện rất là rõ ở đây ngoài phương thức thuyết minh ra còn kết hợp với phương thức miêu tả đấy là một vài nét để cho các em dễ khám phá và cũng có thể là chúng ta sẽ đọc hiểu cái văn bản này dễ dàng hơn còn trong cái video ngày hôm nay thì cô sẽ tập trung hướng dẫn kem phần viết hướng dẫn kem phần viết phần viết ở đây là nghị luận về tầm quan trọng của việc bảo vệ rừng nghị luận về tầm quan trọng của bảo vệ rừng cây ô môi cũng chính là một hình ảnh của thiên nhiên sinh động kem ạ do đó mà từ ngữ liệu này người ta có thể yêu cầu kem là nghị luận về vấn đề bảo vệ thiên nhiên hoặc là tình yêu với thiên nhiên hoặc là nói cụ thể hơn đó là tầm quan trọng của việc bảo vệ rừng ở phần này tầm quan trọng chính là yêu chính là nghị luận về vai trò của việc bảo vệ rừng kem vai trò của việc bảo vệ rừng thế thì trước hết cô cung cấp cho kem cái phần mở uh, phần dàn ý ở uh, trong phần dàn ý kem muốn viết thế nào thì viết kem phải dẫn dắt đến vấn đề cần nghị luận trong phần mở bài phải khẳng định được tầm quan trọng của việc bảo vệ rừng hay nói khác là việc bảo vệ rừng có ý nghĩa quan trọng như thế nào đó đấy ví dụ lưu ý là kem sẽ trả lời phần này xong phần thân bài phần thân bài nêu ý kiến bản thân về tầm quan trọng của việc bảo vệ rừng ở đây thì cô cung cấp cho kem, cung cấp cho kem có bốn vai trò, vai trò thứ nhất rừng có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người. Phần này được coi là đánh giá chung, đánh giá chung. Phần thứ hai bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống của chúng ta. Ba là bảo vệ rừng có vai trò lớn trong việc ngăn chặn lũ quét, sói mòn đất, chống lũ lụt thiên tai và thứ tư là bảo vệ rừng đem lại cho con người giá trị kinh tế to lớn. Đây là bốn ý kiến về tầm quan trọng của việc bảo vệ rừng hay nói khác là bảo vệ rừng sẽ mang lại cho chúng ta những vai trò lợi ích như trên. Đấy là kem chú ý. Và cuối cùng là phần kết bài khẳng định lại vấn đề. Đây là cái dàn ý để kem có thể bám vào, kem có thể biết. Và cũng trong, trên cơ sở này thì nếu như kem theo dõi video của cô ấy, trong các cái bài mà cô hướng dẫn kem làm văn nghị luận đặc biệt nhất là cái video mà trình bày ý kiến về các cái hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng đấy. Đấy chính là các cái bài liên quan đến phần văn nghị luận. Thì cô có cung cấp cho các em ba mô hình để các em làm văn nghị luận các em nhé. Có ba mô hình. Và trong bài viết ngày hôm nay, cô làm theo mô hình thứ nhất. Còn nếu các em muốn biết ba mô hình đó là những mô hình nào và ví dụ cụ thể đối với từng mô hình thì các em sẽ tìm các cái video uh, trình bày ý kiến về các cái hoạt động thiện nguyện với cộng đồng thì Kem sẽ biết được các cái mô hình trong bài văn nghị luận. Thế thì trong bài viết hôm nay, cô sẽ làm theo cái mô hình thứ nhất xuất phát từ vấn đề cần bản luận, cô nêu ra ý kiến ý kiến 1, ý kiến 2, ý kiến 3 và để làm rõ ý kiến này thì cô nêu các cái lý lẽ bằng chứng nêu các cái lý lẽ, các cái bằng chứng để chứng tỏ cho cái ý kiến của cô là đúng. Thế thì đây là mô hình phổ biến nhất mô hình phổ biến nhất, nhưng mô hình này là mô hình cũ là mô hình cũ các em ạ à. còn bây giờ với những mô hình mới các em có thể đưa vào đó những câu chuyện đấy thế thì các em muốn biết rõ hơn thì các em sẽ tham khảo ở những cái video trước của cô để các em học tập các cái mô hình một các cái mô hình hai ba tiếp theo các em nhé và ở đây thì à, cô sẽ cung cấp cho các em một cái bài văn tham khảo và bài văn này với cái dung lượng nó rơi vào khoảng một trang rưỡi giấy và cũng phù hợp với học sinh lớp 7 bởi vì là trong vòng khoảng 90 phút kem trả lời 10 câu hỏi cả trách nhiệm khách, khách quan và trả cả trách nhiệm tự luận do đó thời gian còn lại để cho kem viết làm bài viết này sẽ không còn quá nhiều nữa do đó trong quá trình làm kem phải cân nhắc thời gian cho hợp lý và cái bài viết này với dung lượng khoảng một trang rưỡi giấy và tất nhiên là ở mỗi một đoạn văn thì cô đều để lại cái khoảng dung lượng để nếu như mà kem thấy rằng là thời gian của mình còn cho phép thì kem có thể mở rộng hơn kem có thể mở rộng hơn nhưng kem muốn làm nào thì làm bài văn của em phải đảm bảo đủ bố cục ba phần không được bỏ dở ra do đó mà một yếu tố trong quá trình làm bài là kem phải hết sức lưu ý đến thời gian bây giờ kem sẽ chú ý về phần mở bài Rừng là món quà quý giá mà mẹ thiên nhiên yêu ái ban tặng cho con người. Nó mang đến cho chúng ta rất nhiều ý nghĩa giá trị lớn lao không gì có thể thay thế được. Việc bảo vệ rừng có ý nghĩa vô cùng quan trọng bởi vì sự tồn bởi sự tồn tại phát triển của rừng có mối quan hệ mật thiết với cuộc sống con người. Chính vì thế, bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống của chúng ta. Thế như vậy trong phần mở bài, cô có đưa một cụm từ này, bảo vệ rừng có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đây chính là vấn đề cần nghị luận em ạ đây là phần mở bài. Và các em nếu các em đọc các bài của cô thì các em thấy rằng là cô cũng có sự tham khảo. Các em biết là thời đại công nghệ thông tin chúng ta không tham khảo là chúng ta thiệt thòi. Cô cũng tham khảo. Tuy nhiên, dựa trên sự tham khảo đó thì cô đã linh hoạt cô thay đổi, cô biến tấu, cô bổ sung, cô bổ sung để tạo thành một cái bài văn mới phù hợp với học sinh lớp 7 và phù hợp với cái yêu cầu của đề bài và trong quá trình mà cô cung cấp bài văn tham khảo cho kem thì bao giờ cô cũng hướng dẫn kem cách làm đấy là điều mới mẻ mà kem cũng cần phải lưu tâm còn với thời đại công nghệ thông tin mà kem không tham khảo thì kem sẽ rất thiệt thòi nên cô không thể cô không tham khảo cô sẽ tham khảo tham khảo những bài văn nào mà được đánh giá là hay nhất tham khảo những đoạn văn mà cô đánh giá là hay nhất và phù hợp nhất đối với kem và trên cơ sở đó thì cô cũng thay đổi một cách rất là linh hoạt để làm sao cho các em có thể vận dụng được và nó phù hợp với khả năng, phù hợp với năng lực của các em. Thì chúng ta sẽ tiếp tục sang phần thân bài đây. Các em nhìn thấy những cái phần mà cô in đậm đều là những ý kiến của cô. Ý kiến thứ nhất này, rừng có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống con người cũng như là môi trường. Thế ở đây thì đây là cái đánh giá chung các em nhé. Đây là đánh giá chung. À, đây là ý kiến hay cô còn gọi là luận điểm đó các cái từ in đậm này, này là những từ mà không thể thiếu được ở trong cái đoạn văn đó. Cung cấp gỗ, củi điều hòa, tạo oxy điều hòa nước là nơi cư trú của động vật và nơi tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, bảo vệ và ngăn chặn gió bão, chống sói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe con người. Các bạn lưu ý rằng đoạn văn này là đoạn văn mà cô nêu được coi là đây là đoạn cảm nhận chung nhất. Đây là đoạn cảm nhận chung. Và chính vì là đoạn cảm nhận chung Nên Kem có thể viết dài hơn nữa Đây không phải là đoạn văn chi tiết Và bắt đầu từ đoạn văn thứ hai trở đi đây Bắt đầu từ đoạn văn tiếp theo này Thì cô mới đi bắt đầu chi tiết về từng vai trò của rừng Thế nên là đoạn cảm nhận chung này này Cái đoạn cảm nhận chung này này Cô chỉ đánh giá một cách ngắn gọn thôi Bắt đầu sang phần ý chính này Ý kiến thứ nhất của cô Đây là ý kiến của cô đây Ý kiến này Bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống của chúng ta. Đây, em lưu ý. Đây là tầm quan trọng của việc bảo vệ rừng. Bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống của chúng ta. Tầm quan trọng thứ nhất. Rừng được xem là lá phổi xanh của con người giúp điều hòa không khí, thanh lọc môi trường, bảo vệ cuộc sống và sức khỏe con người. Cây xanh trong cây xanh trong rừng qua quá trình quang hợp sinh ra khí oxy, thu lại khí carbonic, phục vụ cho quá trình hô hấp của con người và động vật. Thật là dễ chịu khi đứng dưới tán cây rộng lớn vừa được che ánh nắng vừa hưởng thụ không khí mát lành nhờ những vòng cây xanh tạo ra bầu khí quyển trong trẻo tươi mát mà bảo vệ con người khỏi những tác động của khí bụi và các chất độc hại những tác nhân gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe con người nhờ có rừng cây cũng được giảm thiểu rất nhiều rừng có vai trò như một bộ phận quan trọng không thể thiếu trên cơ thể con người vì vậy bảo vệ rừng là bảo vệ chính chúng ta thế trong phần này nếu kem muốn mở rộng em nhé nếu kem muốn mở rộng thì các em có thể thấy các em có thể mở rộng hơn là như các bạn đã biết là trái đất đang ngày càng nóng lên như vậy thì các cái tia bức xạ các cái tia cực tím chiếu xuống trái đất ngày càng nhiều đã ảnh hưởng không nhỏ đến cái sức khỏe của con người và vì vậy thì những cái cây xanh những cái tán lá những cái khu rừng sẽ là nơi mà giúp cho điều hòa khí hậu sẽ giảm thiểu rất nhiều khi mà à, chúng ta bị ảnh hưởng của những cái tia cực tím những cái tia ánh nắng mặt trời và nếu có một ngôi nhà dưới những khu rừng rậm rạp đó là điều vô cùng lý tưởng bởi vậy mà hiện nay thì cái xu hướng mà trồng cây xanh ở xung quanh nhà đã trở thành một xu hướng nổi phổ biến ở các cái khu đô thị kem ạ Đấy, ví dụ như kem muốn mở rộng thì kem sẽ mở rộng thêm nếu như thời gian cho phép em nhé cô kia tiếp tục ý kiến tiếp theo của cô đây đây cũng là ý kiến Nhớ là ở đây cô đang trình bày theo mô hình thứ nhất, nêu ý kiến, sau đó nêu dẫn chứng. Ý kiến thứ hai, bảo vệ rừng còn có vai trò rất lớn nhằm ngăn chặn lũ quét, sói mòn, chống lũ lụt, thiên tai và những biến đổi thất thường của thời tiết, đặc biệt là rừng phòng hộ. Những phần bộ phận in đậm chính là ý kiến của cô và chính là khẳng định vai trò của việc bảo vệ rừng. Bảo vệ rừng nhằm ngăn chặn lũ quét. Đấy, em chú ý. Ai cũng biết thiên tai như một thần hụ thần dữ tợn thường đến bất ngờ cướp đi tính mạng của tài sản của biết bao con người nhưng nhờ có rừng che chắn bảo vệ đã giúp ngăn chặn và giảm thiểu rất nhiều sự tàn khốc cũng như những thiệt hại to lớn do bão lũ gây ra bạn hãy tưởng tượng xem bạn hãy tưởng tượng xem cái em nhé bạn hãy tưởng tượng xem, trước một trận mưa lớn, nếu không có những thân cây to che chắn, nếu không có những chùm rễ bám sâu xuống lòng đất, hỏi rằng những trái núi kia có thể chịu đựng được đến bao lâu còn biết bao nhiêu làng mạc ruộng nương dưới chân đủ nữa có thể sẽ bị cuốn trôi dòng nước lũ đấy phần này kem cũng có thể mở rộng kem cũng có thể mở rộng hơn là rừng không chỉ là ngăn chặn như vậy thì rừng có vai trò rất là lớn để bảo vệ đất chống được sói mòn chống được uh, bảo vệ được cái lượng phù sa của của đất và làm cho đất được màu mỡ hơn và chính vì làm cho đất được màu mỡ hơn đó cũng chính là mang lại cái giá trị kinh tế và giúp cho con người có thể canh tác ở trên những cái vườn không đất tài canh tác ở trên những cái quả đồi một cách dễ dàng nhất. Em thấy rằng là ở trên trên miền núi, ở trên phương Bắc, ở những cái vùng, vùng dân tộc phương Bắc, thì họ thường là ở phía Bắc của chúng ta, thì thường là trồng cây ở trên những cái quả đồi, trên những cái trái núi rất là lớn. Thế và nếu không có những cái cây lớn để che chắn thì sẽ dẫn đến sói mòn đất và người ta sẽ không thể là trồng cây ở trên đó được không thể những cái quả núi đó sẽ không thể cung cấp cái lương thực thực phẩm cho những người dân ở đó được nên đây cũng là một phần ý nghĩa rất là lớn khi mà chúng ta bảo vệ rừng cô sẽ sang cái ý kiến tiếp theo đây bên cạnh đó bảo vệ rừng còn đem lại cho con người giá trị kinh tế to lớn giá trị kinh tế đây là ý kiến tiếp theo của cô hàng năm rừng cung cấp cho con người một lượng gỗ lớn phục vụ cho đời sống và sản xuất không chỉ vậy nơi đây còn có rất nhiều sản vật quý hiếm như nhân sâm tam thất v v đem lại lợi ích kinh tế lớn cho con người nhiều loại động vật thực vật vi sinh vật quý cũng đều trú ẩn trong rừng rừng còn là nguồn dược liệu vô cùng quan trọng biết bao loài thực vật đã trở thành những bài thuốc có giá trị chữa bệnh cho con người Rừng còn tạo nên những phong cảnh kỳ thú, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân. Không ít những danh thắng nổi tiếng là những dãy núi trùng điệp, những khu rừng rạp, rừng rậm rạp với đủ các loài cây với các tầng bậc khác nhau. Đó là nơi sinh tồn của biết bao loài chim, bướm đủ sắc màu, cũng là nơi cho biết bao hoa thơm trái ngọt một cách tự nhiên nhất. Bởi vậy, du khách thập phương rất muốn tham quan, khám phá khi đến nơi đây đấy là vai trò của rừng mang lại giá trị kinh tế to lớn. Và uh, nếu như mà các em đọc những cái văn bản, ví dụ như là đất rừng phương Nam, đất rừng phương Nam. Đấy, hay là các em đã uh, đã từng đọc những cái văn bản của lớp 6 đấy, những văn bản của lớp 6 uh, khám phá Hăng Én chắc là các em còn nhớ Hăng Én Hăng Én chính là một cái khu du lịch rất là nổi tiếng đó ở nơi đó với những cái rừng cây rậm rạp với những cái loài chim bướm đủ sắc màu với những phong cảnh rất là hữu tình vân vân đấy hay là kem đến động phong nha kẻ bàng nếu kem muốn mở rộng kem có thể đưa một vài dẫn chứng ví dụ như hang én ví dụ như phong nha kẻ bàng đây là những cái nơi mà những cái khu rừng sinh thái vô cùng là hữu ích à, vừa là mang lại giá trị kinh tế nhưng vừa tạo nên cái phong cảnh thoáng đẳng, vừa là cái nơi khu thu hút khách du lịch và mang lại giá trị kinh tế cao. Đấy là cô hướng dẫn các em mở rộng thêm nếu như thời gian cho phép em nhé. Phần cuối này, như vậy việc bảo vệ rừng có ý nghĩa to lớn. Nhận thức điều được điều đó, chúng ta cần phải biết trân trọng bảo vệ rừng. Mỗi người cần có ý thức tự giác trong việc giữ gìn và phát triển rừng. Thực hiện trồng cây gây rừng, phủ xanh đất trống đồi chọc, để màu xanh tỏa bóng, trong cuộc sống của mỗi chúng ta nếu còn thời gian kem có thể mở rộng liên hệ hơn về các cái biện pháp bảo vệ rừng ví dụ như là uh, sẵn sàng tố cáo với những cái hành vi chặt phá hoặc là sắt mắt những cái động vật quý hiếm đấy hoặc là nghiêm cấm nhà nước cần có những cái giải pháp để nghiêm cấm những cái việc làm như là chặt phá rừng hay là đúc nương làm rẫy vân vân tất cả những cái đó thì chúng ta có thể mở rộng liên hệ hơn chúng ta sang phần kết bài Rừng có vai trò quan trọng đối với cuộc sống của con người. Bảo vệ rừng chính là bảo vệ cuộc sống của mỗi chúng ta. Đây là việc làm có ý nghĩa quan trọng, cần có sự chung tay hợp sức của tất cả mọi người. Vì sức khỏe, vì cuộc sống của bản thân gia đình và cộng đồng, chúng ta hãy cùng nhau bảo vệ rừng, bảo vệ màu xanh thiêng liêng của đất nước. Đây chính là phần kết bài em nhé. Phần kết bài để cô khẳng định lại cái vai trò ý nghĩa tầm quan trọng của việc bảo vệ rừng. Thế như vậy thì cô đã cung cấp cho các em một cái bài văn tham khảo rồi đấy để kem dựa vào đây kem có thể vận dụng linh hoạt sáng tạo vào bài làm của mình và nhớ lưu ý cho cô là căn cứ vào thời gian cho phép để chúng ta sẽ làm bài cố gắng phải đảm bảo được bố cục ba phần mở bài thân bài và kết bài để tránh tình huống là chúng ta viết bài dở dang và nếu kem thấy video của cô hữu ích thì hãy chia sẻ cho rất nhiều bạn để cho các bạn khác cũng cùng tham gia và chúng ta nếu như mà kem có thể đăng tham gia vào cái group group bài văn tham khảo chỉ dành cho bài văn tham khảo thôi thì trong group này sau này các em sẽ rất là tiện theo dõi các cái video các cái bài văn tham khảo từ lớp 6 cho đến lớp 9 và đặc biệt nhất là cái chương trình ôn thi lớp 9 sau này rất cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe group bài văn tham khảo sẽ được gửi cái đường cô sẽ gửi đường link dưới cái phần comment phần bình luận ở dưới một cái video bài giảng các em có thể đăng nhập các em tham gia một cách thoải mái các em nhé chào các em và hẹn gặp lại các em ở những bài giảng sau